Quang Đỗ xin chào các bạn. Hôm nay Quang Đỗ sẽ giới thiệu cho các bạn về Người Tốt Việc Tốt. Đây là tấm lòng vàng của nhà xe Trung Nga. Như các bạn cũng đã thấy những hình ảnh của doanh nghiệp tư nhân Trung Nga. Đây là giám đốc của cái vận tải Trung Nga Xe Minh Thiết nằm ở Võ Văn Kiệt, đường Võ Văn Kiệt các bạn. Như vậy trong những ngày mà nghỉ xe khách thì ngoài cái phòng chống bệnh dịch corona thì cô Trung Nga này cũng có một cái sự đồng tình ủng hộ cho cái chống dịch corona tại thành phố Phan Thiết của mình, và ngoài thành phố Phan Thiết thì còn có ở các huyện, cho nên là cô Trung Nga còn đứng ra là phát những cái dịch vụ cần thiết phòng chống corona, chẳng hạn như là nước rửa tay, rồi còn hướng dẫn cho người dân cụ thể là rửa tay như thế nào, và còn phát cho những cái khẩu trang. Như vậy là những cái việc cần làm trong mùa đại dịch này thì cô Trung Nga cũng đã tặng cho 500 chai nước khoáng khủng và 200 khẩu trang cho các cái nơi mà cần thiết. Như vậy là tặng cho các bà con nghèo ở Phan Thiết này, rồi tặng một số ít cho người dân Bắc Bình, và một số ít nữa cho thị trấn Ma Lâm, và cũng nói lên một cái điều mà nhân dân Phan Thiết này cũng đồng tình là rất là khuyến khích cho những ai mà đã có tấm lòng vàng hỗ trợ cho thành phố Phan Thiết, chẳng hạn là như đến thăm các bệnh nhân đang là cách ly, hoặc là đến những cái nơi mà phòng chống cách ly, chẳng hạn như là ở đường Ngô Sĩ Liên chẳng hạn đó. Những hình ảnh này là các bạn đã thấy, tôi nói là việc thật, có thật, và cô Trung Nga cũng đã sẵn sàng đến nơi đây để mà hỗ trợ cho một số anh em chiến sĩ công an đã ngày đêm phục vụ cho bà con. Mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé, lên đường bình an. Và cô Trung Nga này cũng đã tặng cho khoa lây nhiễm bệnh viện tỉnh Bình Thuận, tặng cho các cán bộ trực đêm khu cách ly. Cảm ơn sự quan tâm của đi thì cũng hơi tối, mà tại vì giờ này là mới xong ăn đêm, chứ còn chiều thì mới ăn cơm, đang nghĩ bác sĩ chiều ăn cơm, thì giờ này ăn mới là ngon thôi. Thôi về nhé. Quang Đỗ xin kính chào các bạn. Cái phần mà Trung Nga nói thì nó hơi ồn, cho nên là các bạn rất hết sức thông cảm. Xin chào các bạn.